Vâng, kính thưa quý vị, chắc hẳn là tất cả quý vị cũng lại đồng ý một lần nữa đối với Tuấn Kun là trong suốt cuộc đời của chúng ta chắc chắn ai cũng sẽ có lần nào đó có những cái gì đó còn lại vương vấn trong lòng của mình mà chưa thể nào nói ra được. Giống như Tuấn Kun, Tuấn Kun có một cái điều còn lại mà mình chưa thể nào nói ra được, mà ngày hôm nay trên sóng thì mình cũng tiện mình nói ra thôi. Đó là một lần về người yêu cũ. Tuấn Kun còn nhớ sâu sắc về lần đấy lắm. Không lần biết... này có Hồ Ngọc Hà xuất hiện không? À chắc chắn là không có rồi. Tuấn Bơ à? Nhưng mà sẵn tiện để cho Tuấn Kun hỏi Tuấn Bơ là Tuấn Bơ có cái điều gì đấy còn vương vấn hay là còn lại trong lòng hay không? Đương nhiên rồi. Bởi vì Tuấn Bơ có rất nhiều điều còn lại vương vấn trong lòng mình. Và đặc biệt quan trọng nhất là điều trong sáng nay, đó chính là mâm bún đậu mắm tôm. Trời ơi, chưa kịp ăn hết mà hối ra quay cười xuyên Việt. Ăn chưa có hết, tiếc ơi là tiếc. Nhưng mà điều đọng lại sâu sắc nhất là mắm tôm pha kiểu gì ấy, giờ đau bụng quá. Đau ơi là đau. Trời ơi.